Xin chào cả nhà, hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một dự án hoàn toàn mới và rất là lạ. Đó là dự án cầu Nguyễn Đình Chiểm bắc qua kênh Nhiêu Lộc, nối quận 1 và quận Bình Thạnh. Hôm qua tiện đường mình có ghé qua thăm dự án này thì thấy đây chỉ là cầu đi bộ và đang chuẩn bị gác dầm. Mình thấy khá là ngạc nhiên vì theo quy hoạch của thành phố giai đoạn năm 2021 đến năm 2025 thì đây phải là cái cầu nằm giữa cầu Thị Nghè và cầu Điện Biên Phủ bắc qua kênh Nhiêu Lộc để kết nối với đường Ngô Tất Tố nó dài. Đây là một tuyến đường rất là quan trọng trong tương lai. Nhưng nay lại là cầu đi bộ, thật là khó hiểu. Thì đây là bản đồ của khu vực này. Trước khi mình nói đến cầu Nguyễn Đình Chiểu, trên đường Nguyễn Đình Chiểu nó dài này, thì mình sẽ giới thiệu cái trục đường chính của đường Ngô Tất Tố nó dài và đường Phan Xích Long nói dài, vì đây là cái trục đường rất là quan trọng của quận Bình Thạnh trong tương lai. Tại vì sao nó quan trọng? Là tại vì trục đường Ngô Tất Tố hiện nay nó khá là cần thiết, vì xe từ cầu Thủ Thiêm đi vào thường là đi thẳng vào đường Ngô Tất Tố này, và hiện nay thì cái đoạn Ngô Tất Tố thường kẹt xe nhất là chỗ ngã ba với đường Nguyễn Văn Học. Tại chỗ này nó đổ ra hàng xanh, lượng xe vào đây khá đông, vào giờ cao điểm á hay ủng ứ chỗ này dữ lắm. Thì dự kiến trong tương lai họ sẽ mở rộng đường Ngô Tất Tố hiện tại lên 25m, và họ sẽ mở rộng những con hẻm hiện tại để nối dài đường Ngô Tất Tố này qua đường Điện Biên Phủ. Chỗ này ta sẽ có cầu vượt và kết nối với con đường Phan Xích Long nối dài bên đây. Thì mọi người thấy tuyến đường này nó rất là quan trọng đúng không? Nó giúp xe đi thẳng từ quận Bình Thạnh qua tới Phú Nhuận, đâm vào con đường lớn Phan Xích Long. Đây, bởi như vậy thì mọi người sẽ thấy cái tuyến đường nó khá là quan trọng, đi từ cầu Thủ Thiêm ngang quận Bình Thạnh và đi qua Phú Nhuận. Rồi, bây giờ mình trở lại với dự án cầu Nguyễn Đình Chiểu trên đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài. Thì cái đường vàng này chính là đường Nguyễn Đình Chiểu nối dài. Theo quy hoạch đến năm 2025 thì chỗ này có cây cầu và sẽ giải tỏa một cái lượng nhà bên đây. Chỗ này là đường Phan Văn Hân, con đường Nguyễn Đình Chiểu nó dài tương lai sẽ cắt ngang Phan Văn Hân chỗ này và kết nối với đường Ngô Tất Tố nó dài. Ta thấy cái tuyến đường này cũng rất là hay, nó sẽ giảm bớt cái lượng xe tập trung quá nhiều qua cầu Thị Nghè. Hiện tại thì vào giờ cao điểm thì chỗ cầu Thị Nghè này đi ra hàng xanh cũng thường rất là kẹt xe, nên mình nghĩ cái dự án đường Nguyễn Đình Chiểu nó dài á mình thấy rất là hay. Nhưng mà trước tiên là phải làm đường Ngô Tất Tố nó dài và cầu vượt kết nối với đường Phan Xích Long nó dài. Có lẽ vì không có kinh phí giải phóng mặt bằng nên cái trục đường quan trọng này có bị hủy hay là gác lại hay không, mà hôm nay thì mình thấy chỗ này chỉ là cầu đi bộ thôi. Vài ngày trước thì nghe có mấy bạn nói là thấy thi công một cây cầu ở đây thì mình cũng rất là mừng, tại vì mình biết là chỗ này có cầu Nguyễn Đình Chiểu nó dài. Nhưng hôm nay đi xem thì chỉ là cầu đi bộ thì thấy cũng hơi thất vọng một chút. Nhưng cũng có thể cây cầu này chỉ là tạm thôi, dự án này cũng có thể là sẽ được thực hiện trong tương lai. Giờ thì mời cả nhà xem ảnh thực tế cầu đi bộ Nguyễn Đình Chiểu chuẩn bị gác dầm.